Mỗi tháng gặp gỡ một lần vào thứ năm tuần cuối tháng, Cà phê Doanh nhân, một chương trình kết nối chính quyền và doanh nhân được Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu khởi xướng đầu năm 2023 đang thu hút nhiều doanh nhân tham gia. Chương trình đã tạo điều kiện để các doanh nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị đề xuất với lãnh đạo thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển. Với mục tiêu kết nối kinh doanh, cùng nhau phát triển, chương trình Cà phê Doanh nhân thu hút hơn 30 doanh nhân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tham gia cùng lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố. Tổ chức được 3 tháng và mỗi tháng xoay quanh một chủ đề: thuế, bảo hiểm xã hội, du lịch. Chương trình là nơi các doanh nghiệp được chia sẻ hoặc giải bày những vấn đề còn khúc mắc giữa doanh nhân, doanh nghiệp với địa phương, các sở ngành vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Góp tiếng nói của những cái người dân, người sử dụng lao động và doanh nghiệp kết nối với cả chính quyền được tốt nhất, cũng như là có cái sự thấu hiểu giữa hai bên để giúp cho việc quản lý cũng như thực hiện các cái quy định được tốt hơn. Với hơn 30 lượt ý kiến, kiến nghị được ghi nhận tại Cà phê Doanh nhân, 10 vướng mắc được giải quyết, góp phần tạo niềm tin, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi thấy là sau những cái cuộc họp mà Cà phê Doanh nhân thì thành phố Vũng Tàu cũng vào cuộc họp luôn để giải quyết những cái vấn đề mà doanh nhân đang vướng mắc. Phần lớn các doanh nhân cũng có sự trải lòng và tin tưởng sẽ được giải quyết dứt điểm trong những cái khó khăn vướng mắc. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà thực hiện tốt hơn trong cái thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế cũng như bảo hiểm xã hội và cơ hội phát triển doanh nghiệp ngày một bền vững hơn. Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực duy trì chương trình Cà phê Doanh nhân để từng buổi cà phê không chỉ là thỏa mãn nhu cầu được nói, được lắng nghe, mà còn đúng nghĩa là cà phê gắn kết, khởi đầu đầy năng lượng, hiệu quả.